第十八课. Bây giờ là bài 18, tương với phần 7 bài 2 quyển 3, giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên là từ cuối tuần. Châu mùa. Châu. Châu. Mùa. Mùa. Châu mùa. Châu mùa. Cuối tuần này. Trở cả châu mùa. Trở cả châu mùa. Cuối tuần sau. Xa cả châu mùa. Xa cả châu mùa. Cuối tuần trước. Sang cái châu mùa. Sang cái châu mùa. Cuối tuần thường làm gì? Châu mùa chẳng dùa sớm á? Châu mùa chẳng cản sớm á? Cuối tuần thường ở nhà nghỉ ngơi. Châu mùa chẳng giải gia siêu xỉ. Châu mùa chẳng giải gia siêu xỉ. Hãy nhắc lại dự định. Tả soạn. Cuối tuần có dự định gì? Châu mùa có sớm tả soạn. Châu mùa có sớm tả soạn. Bây giờ là cách nói ra ngoài. Âm Hán Việt là ra, đi. Chu chu. Chu chu. Từ này thực ra là chu đi với bổ ngữ xu hướng chu, để chỉ hướng ra xa khỏi chỗ người nói bây giờ. Con ra ngoài. 你出去. 你出去. Anh ra ngoài cho tôi. 你给我出去. 你给我出去. Ra ngoài chơi. 出去玩儿。出去玩儿. Bây giờ hãy nói từ đầu đoạn. Được rồi, không bàn về kiểm tra nữa. 好了，不谈考试了。好了，不谈考试了. Mình hỏi bạn, cuối tuần có dự định gì? 我问你，周末有什么打算？ 我问你，周末有什么打算？ Có ra ngoài chơi không? 出去玩吗？ 出去玩吗？ Bây giờ là từ Viện Bảo tàng Lịch sử. Nguyên văn là Lịch sử Viện Bảo tàng. 历史博物馆. 历史博物馆. Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 越南历史博物馆. 越南历史博物馆. Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc. 中国历史博物馆. 中国历史博物馆. Rất thích đi Viện Bảo tàng Lịch sử.
很喜欢去历史博物馆。很喜欢去历史博物馆。Lúc nhỏ rất thích đi đến viện bảo tàng lịch sử. Xiao shi hou hen xi huan qu li shi bo wu guan. Xiao shi hou hen xi huan qu li shi bo wu guan. Đi đến viện bảo tàng lịch sử tham quan. Qu li shi bo wu guan tham quan. Qu li shi bo wu guan tham quan. Đến viện bảo tàng lịch sử đi tham quan. Đào lịch sử bố wu quản qu tham quan. Đào lịch sử bố wu quản qu tham quan. Trong đó qu ở đây là bốn ngữ xu hướng cho đào. Mình thường đến viện bảo tàng lịch sử đi tham quan. Tôi thường đến lịch sử bố wu quản qu tham quan. Tôi thường đến lịch sử bố wu quản qu tham quan. Đến viện bảo tàng lịch sử tham quan, nguyên văn là đến viện bảo tàng lịch sử đi tham quan. Tôi thường đến lịch sử bố wu quản qu tham quan. Tôi thường đến lịch sử bố wu quản qu tham quan. Hãy nhắc lại từ đầu. Được rồi, không bàn về kiểm tra nữa. Hào lơ, bù thán khảo sư lọ. Mình hỏi bạn, cuối tuần có dự định gì? Bố bận nhỉ, trâu mùa yếu sớm mất đá soạn. Tôi hỏi bạn, cuối tuần có gì dự định? Có ra ngoài chơi không? Chơi 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 chơi. Có ra ngoài, nguyên văn là ra ngoài. Chơi 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 chơi. Gần đây mình thường đến viện bảo tàng lịch sử đi tham quan. Gần đây mình thường đến viện bảo tàng lịch sử tham quan. Tôi thường đến lịch sử bố wu quản qu tham quan. Tôi thường đến lịch sử bố wu quản qu tham quan. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũ mới. Chiều xin. Cứ đi thẳng về phía đông. Y chữ hoàng tung dầu. Đau đầu, sốt, ho. Thấu thắng, pha sao, khớ dầu. Nhận điện thoại. Chia điện hỏa. Tiêu chảy. La tủ dữ. Đã bị viêm đường ruột. Tớ là tráng yến.
Nhân viên nghiệp vụ. Yê ủ yến. Tầng 18 trên lầu. Lấu sảng 18 tầng. Tiền thuê nhà. Phán du. Bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm. Phán biên chiều sư tỷ thiệt trạng. Phải trả lời thư cho em gái mình. Để kế uốn mềm mềm khuấy xỉn. Khép sách lại, gấp sách lại. Hứa sảng su. Khí hậu đặc biệt hanh khô. Chỉ hậu thở biệt can giỏ. Ăn một miếng điểm tâm. Chỉ khoải điển xin. Ôn tập bài khóa. Phủ xí cung khở. Rất cảm ơn ba mẹ cho tôi cơ hội này. Hẳn cảm xe phụ mụ kế ủa trợ gỡ chi hội. Hẳn cảm xe phụ mụ kế ủa trợ gỡ chi hội. Một tiếng đồng hồ. Ý cửa xào sứ. Ý cửa trung thấu. Dân số nhiều hơn Bắc Kinh. Rến khẩu bí bể chinh tua. Thành phố. Trấn sử. Trong nhà nghỉ và khách sạn. Lý quản khứ phản điện lý. Bàn về âm nhạc. Thái y nhuệ. Riêng CD thì đã có. Quang CD chiều hiểu. Viết tốt biết bao. Xỉa tờ tua hỏ. Quốc gia, đất nước. Quốc gia. Có sự chênh lệch thời gian 7 tiếng so với Bắc Kinh. Cân Bắc Kinh có 7 giờ đồng hồ thời gian. Mùa hè rất nóng. Xả thiên hẳn rửa. Lạnh giống như Bắc Kinh. Cân Bắc Kinh giảng lẫn. Không những thường hay có tuyết rơi mà còn rơi rất lớn. Bố đàn chán chán xả xứ, ớ chía xả là hẳn đả. Đã chỉ được 80 điểm. Chỉ được là 80 phân. Thi giống như bạn. Cân ní khảo tờ ý ảng. Cuối tuần ra ngoài chơi. Châu mùa chú chú vãi. Viện bảo tàng lịch sử. Lịch sử bố ủ quản.